mọi người. Hôm nay mình sẽ cùng bạn Hà My là Jeanie làm video clip Get Ready With Me. Vì hôm nay mình sẽ làm cùng bạn Nami và bạn Jeanie, làm kiểu make up hơi tây hơn mọi khi một tí, không làm kiểu bánh bèo Hàn Quốc nữa. Các bạn có thể làm make up này để đi chơi hoặc là đi ăn tiệc. Nếu các bạn muốn follow bạn Jeanie ở trên Instagram hoặc là Facebook thì mình sẽ để link ở dưới cho các bạn. Dùng moisturizer của Lancome. Bố ăn hơi nhìn chứ nhìn bố. Chocolate Select Chanel. Thank you.
mới nói eyeliner của ai? Eyeliner của đâu ai? À, Dolly Wink. Curly. Sao eyeliner của The Face Shop? Wow.